163 người dân ở tỉnh Phú Yên là người lao động, học sinh, sinh viên bị kẹt lại thành phố Đà Nẵng do COVID-19 đã được Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ lấy mẫu xét nghiệm để kiểm tra virus SARS-CoV-2 trước khi về địa phương. Các công dân tỉnh Phú Yên được lấy mẫu xét nghiệm theo phương pháp gộp mẫu 5 người trên một ống môi trường. Việc lấy mẫu xét nghiệm giúp cho quá trình sàng lọc phát hiện các ca nhiễm trong cộng đồng một cách nhanh nhất, bảo đảm cho các ngành chức năng khoanh vùng được dịch bệnh. Trước đó, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng nhận được công văn của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố về việc xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho công dân tỉnh Phú Yên đang tạm trú tại Đà Nẵng trở về nơi cư trú. Việc hỗ trợ xét nghiệm cho người dân Phú Yên trước khi đưa về quê là hoàn toàn miễn phí.